rồi đó. Hi, hello, chào mừng tất cả các bạn đến kênh Hello Vlog. Linh Đan xin chào cả nhà nha. Hôm nay kênh mình có một bạn là bình luận là kêu mấy anh em mình làm về bóng đá đồng quê nha mọi người. Thì hôm nay là mấy anh em mình sẽ làm theo cái thử thách các bạn đã đặt ra luôn nha. Anh em đồng ý hết không? Đồng ý. Okay. Xuống tới đây mà không biết. Nhưng mà em không biết đá. Không biết đá thì làm cameraman. Bây giờ thì chia đội cái đi. Okay. Bây giờ mình sẽ cho hai anh em này xúm xì để bắt nha mọi người. Đứa nào thắng là sẽ được chọn một những người này nha. Yes. Vô đâu nha. Hôm nay thì mình mới tuyển em được cái thằng hữu môn mới nhập từ Brazil vậy nha mọi ôi người. Ôi giời ơi. Mày nhớ skill không? Skill mới nhập về nha. Rồi xúm xì đây. Thắng thắng. Rồi đạt của bên đó đi. Anh ba có chơi không? Không không không. Bắt hồ, siêu dữ quỷ. Rồi hồ bên đây. Tao mất ai? Còn siêu dữ quỷ đã được chọn. Rồi. Rồi. Còn Khang, Khang cái gì? Ủa trời ơi. Không nổi. Chị kia mới. Còn chị kia. Chị kia bắt rồi, sớm bắt rồi. Rồi đứng theo đội đi, đứng theo đội đi. Rồi chị kia bên tao rồi. Ừ. Chứ tao là của mày. Chị Khang bên kia mà. Mày bên kia mà Khang. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Đó hình hơi bị cẳng xứng à. Mày chụp đi. Coi bốn thằng nè. Trời ơi, bốn thằng bự chà bá luôn vậy đó. Bữa nay mình sẽ rồi bên đây ba thằng nhỏ xíu à. Ủa kìa, ông Duyên vô đẹp mấy kia chết à. Duyên chụp, Duyên chụp. Ok nha, bây giờ anh em muốn chơi. Từ từ. Anh em muốn chơi theo thời gian hay là chơi theo trái? Trái, chơi theo trái thôi. Mấy trái, giờ muốn chơi mấy trái? Ba trái. Năm trái, mười trái cũng được. Chơi. Mười trái rồi, chơi hai hiệp. Mười trái hả? Hai hiệp. Rồi giải thưởng là gì hay là chịu hình phạt? Wow. Hết đắt đi. Hình phạt đi. Giờ hình phạt. Mười cái. Bây giờ hình phạt là đội nào thua sẽ bị đội khác chôn dưới đây chơi không? Vậy. Dám chơi không? Chơi về phóng xong nữa rồi, đã thua là phóng xong. Nhảy xuống. Vậy. Bên cầu nhảy xuống 5 lần. Thằng này hả nó nhảy bị má chữ rồi nè. Tao cũng được. Vậy sao? Vậy sao muốn hình phạt là gì nè? Cái gì? Xì ke chơi đá không? What the hell? Xì ke đây chơi đá luôn chạy. Vậy sao? Giờ chốt lại đi. Con bịch nào không nha? Chốt lại. Ok mọi người, giờ đỡ nào thua. Hạt đi lên chỉnh kinh nó dục ruộng. Dạ, mấy một cái đi đừng có. Chốt. Ok luôn, dục nó ruộng. Rồi ok, đội nào thua sẽ bị đội hắn là dục xuống ruộng nha mọi người. Okay, luôn, dạ. Yes. Vậy tiến hành thôi anh em. Tiến hành thì sao? Giết luôn. Goal. Goal. Nè nè, cái nè, hai cái chân. Bên kia. Kêu đau lắm. Chân sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, bắt xe đi. Rồi đá đâu chảnh với ông nội. Mới vô trái đầu tới quế rồi đó nha. À? Trời ơi cái gì mà gói lộn hết vậy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi Sike ơi, chết rồi Sike ơi. Chạy lên hậu ơi. Còn kìa. Wow. Dạ. Ôi trời ơi. Hổng môn bán đồ rồi. What? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Chúng tay tắt rồi. Chưa. Hả? Chúng đồ nè. Trọng tài bắt rồi mà mày còn cãi nữa không mày? Hẻ vàng cho mày ra ngoài bây giờ. Đó mẹ. Bên kia nó phạm lỗi là được vừa đụng tay nha nên sẽ là giờ đáp phạt cho đội thanh niên hộ nha. Yes. Trời ơi nó chấp luôn á. Và người đáp phạt chỉ là scan nha. Nó không có skill vô được chết à. Ừ đúng rồi chúng sao nghe à. Ê, hả? Nạp kẹt 1 tỷ như tài khoản. What the hell? Ghê vậy. Skill gì vậy skill? Đốc rồi. Sẽ là cú đá phạt của thanh niên đạt. Trời ơi sao mày đi. Trời ơi nó bắn vô bắn cái bữa cây luôn rồi. Đừng có chữ, đừng có chữ. Sút.
Ra ngoài. Chúng ta hình ăn xôm nha mọi người. Yes. Là ông pha đá phạt của đội thanh niên đạt. Kẹp vô. Sao người ta mà kẹp như mày, đứng xuống lùi như mày. Chúng ta phạt về hết vàng bây giờ. Không biết sao là ai là người đá phạt đây, hai thanh niên đang đứng. Gã hoài. Gã hoài. Mà pha lạ mạo có thanh niên xì ke. Lên lên. Ngồi phát nhiều đánh bóng chuyện kia. Ôi ôi ôi. Chốt chốt. Wow. Chúng vô mới viên nha mọi người. 1-0 cho đội thanh niên hồ. Nãy nói đá 10 trái hay 5 trái? 5 trái hay 10 trái? 5 trái nha mọi người. Giờ đợi, tao mắc xe mà. Chưa mà. Rồi đó. Chết rồi, sút ra ngoài. Và dẫn banh lên của thanh niên lọc. Sút. Không vào. Vẫn còn banh. Đang dẫn. Dẫn banh chóc ra ngoài bụi. Quá rồi. Chết rồi, banh đã tới cung thành. Sút vào. Sút vào. Sao vậy? Quá mệt rồi. Vô mà mệt chạy không ăn mừng gì hết vậy. Yeah. 2-0 nha mọi người. 2-0 dành cho đội thanh niên hồ nha. Yes. Có vẻ là hai anh niên này buồn khá là dữ. Bắt xe tiếp theo. Quá giãn. Quá muốn rồi. Rồi. Nó bị thanh niên xung cướp anh. Thanh niên xung chạy không nổi. Đạt nhẹ quá. Đi rồi. Chiên. Xung đi nào. Chữ đó đây. Hả? Anh Yên Lộc đã giành được banh. Qua đây. Gá ngoài. Khá là tiếc nuối. Lộc Anh Yên Lộc. Chiên. Ôi ôi, chút xíu anh Yên xong khoảng 3 là khoảng ngôi nhà rồi. Tiếp tục. Đăng lên. Anh Yên Lộc đã cướp được banh. Tiếp tục, còn kìa, sút, không vào, vẫn còn. Anh đi họ nó cướp được banh. Bạn rồi, chạy rồi. Dân banh ra ngoài. Sao rồi, cái giò hổng không hầu. Khang giò hổng không. Trời ơi. Đi cây nhắc rồi. Quá mọi người, quá hay. Ba, bể mặt xì ke luôn. Hả? À? Bể mặt xì ke luôn. Vẫn còn. Vẫn còn banh. Ra ngoài. Sợ đá góc của đội thanh niên hồ. Wow. Một pha đá vào ngoạn ngục. 3-0 nha mọi người, chỉ số giờ là 3-0 mình đội thanh niên hồ nha. Dẫn rồi, nhưng mà không được. Ghi bàn đi. Sao? Xíu nó vô. Đó, chuyển lên. Anh Niên Đạt nó có được quanh. Bọc 2. Sút. Chuyển lại. Chuyển cái nữa. Cây. Trời ơi. Rồi dẫn ra ngoài. Sao Lộc? Anh Lộc cởi áo luôn rồi. Tức lắm rồi. Mà đứng cởi quần luôn đó. Trời heo. Đây nha mọi người. Giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục nha. Giờ Thanh Niên Đạt sẽ sút luôn nha mọi người. Bắt xe mình sút luôn nha. Khoan. Giờ có muốn đổi được chơi thành 5 trái không? Chơi. Chơi đúng không? Đạt đồng ý không? Chơi. Bên kia đồng ý không? Ok. Ok, vậy là bây giờ đã 5 trái là win nha mọi người. Đội đồ hô sẽ bị đội hắn quăng xuống ruộng hoặc là xuống sông nha. Sút. Trời ơi, nằm ngoài cũng hành mà xì ke nó cũng bay nữa là màu quá à.
Sao lão, sao lão, sao lão? Ôi! Thôi thôi. Sao nãy đá 3-1 rồi có cảm nghĩ gì? Nhường cái gì? Shike này yếu quá. Dạ. Wow. Phải phát banh của Shike. Bỏ đi, ngoài ơi, bỏ ngoài ơi, với bụi sao đá được? Nó phải giờ đâu kìa. Phải giờ không biết trọng tài không thấy trọng tài bỏ qua. Rồi, thanh niên đã. Cái gì? Đá vào Shike là muốn đi. Ok luôn, để tao. Ok, ok. Nhưng mà có hai chữ gì em có gì vậy? Đá rớt chim ngoài đó. Sao? Đá thì nó chửi không đá thôi. Nó lại rồi. Lên đá đúng không? Ừ. Đá đá phụ nó rồi, nó không cho nó chữ. Ba giờ đây, ba như thiếu thuốc lá. Kia nó lên trên rồi, pha bỏ không thành. Bỏ gôn rồi, kia nó lên trên rồi, pha bỏ không thành. Bỏ gôn rồi, như vậy không lấy được banh. Trời ơi, thằng hung hồn nó chụp cái gì vậy? Hả? Áo tốt á. Hung hồn lỏ rồi, hung hồn lỏ rồi, 4-1 với nhau mọi người. Đậu bên kia chứ còn một trái nữa là lụm nha. Trời ơi, đá trời. Hồi nãy mày không nhớ nó nói gì hả? Nói gì? Đá không có rỗi nha. Mà đồ giá cho người ta lụm. Bỏ gôn này kìa, xuất đi. Rồi, giờ ngược trở lại rồi. Chốt. Nữa hả? Có cảm nhận gì sau khi đỡ hai chú anh? Bình thường. Chứ không phải nhẹ quá. Chứ không phải nhẹ quá. Ok luôn. Đó. Trời ơi, bắt chết cũng bắt chi vậy ông nội? Ngáo nè, ngáo nè. Rồi sao ông? Vô luôn. Rồi sao? Vô luôn. Và thế là kết thúc một pha ngáo ngơ của thanh niên Khang đã dẫn đến bàn thua của chú. Tỷ số là 5-1 nha. Đội của thanh niên Lộc khô, đội thanh niên Hộ nha. Dạ sao? Dạ mấy anh em mình sẽ đi về chảnh thực hiện giao kèo nha. Đi. Mấy anh em này sẽ chịu phạt nha mọi người. Mấy anh em về tới nhà nha. Yes. Dạ mấy anh em họ sẽ cho đồ thua xuống nha. Ôi trời ơi, văng tùm lum. Còn một anh em nhỏ kìa, cho nó xuống luôn. Đừng còn thằng này sao lắm trời. Quá dữ. Đừng có ném cái quần Nguy ơi, tôi cười. Đừng có đuôi, xuống nào cái đuôi. Ảo hình ra, ảo hình ra. Nước nước cái ngực hình đuôi. Đây đây, video của mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video anh em mình hay, nhớ là lại cho anh em mình một like, một subscribe nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.